Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì công ty Cây Xanh và Xây dựng Đông Sơn chúng tôi đang tiến hành cắt tỉa, dọn vệ sinh khu vực khuôn viên của ga Ninh Bình. Một trong những tòa ga lớn nhất của miền Bắc, với diện tích rất là rộng. Hiện tại thì ga Ninh Bình đã chưa có khuôn viên cảnh quan, chưa đi vào sử dụng cho nên là cỏ cây nó vẫn bị để mọc xanh tốt. Và hôm nay thì chúng tôi tiến hành là cải tạo và cắt tỉa, dọn dẹp để tới đây thì là ga Ninh Bình sẽ đưa vào khai thác cái khuôn viên này. Có thể là họ sẽ cho thuê hoặc là cho các đơn vị vào để khai thác kinh doanh. Rất nhiều các cái cỏ cây cỏ dại đã được chúng tôi làm sạch sẽ, rất nhiều rác, rất nhiều cỏ. Đấy. Với cái hàng rào này chúng tôi cắt chiều cao khoảng tầm 1,5 m, làm rất sạch sẽ. Đây là công tác phát sơ qua dần dần rồi sẽ vơ hết, và những cái nào còn lại thì lại tiếp tục phát tiếp. Giang thằng Nghĩa đâu rồi? Kéo lên nó nghỉ rồi, mưa nó cũng đến. Anh bảo này, cái dọc kia có cần phải vơ ra không? Dọc nào? Cái dọc kim khí này dòng này chém rồi. Vơ cái gì ra chứ? Cái cỏ ấy. Bên trong giáp tường á? Ừ. Giáp tường chắc không cần đâu. Hay nó khuất thì thôi nhé. Khuất thì thôi. Mình giáp đấy thì nó cũng là phát để làm mùn luôn mà. Phát vậy để nó làm mùn luôn. Chiều nay hai thằng kia nó mưa mà nó không có đến đâu. Vâng. Hôm nay nó cứ thích nghỉ vậy nhỉ, nó cứ không tham việc lắm nhỉ. Không phải là tham mà bây giờ nó mưa rồi, chẳng nhẽ nó chạy đến làm sao? Thì nó mưa thì. Tự nhiên nó chạy đến thì nó muộn rồi. Mưa bỏ bà. Thì nó mưa thì cũng lắm đến 2:30 là nó tại. Đúng rồi, gần 2:30 là tại. Em lúc 2 giờ em ở đây mà. 2 giờ thấy xe mà các bác ngoài đây mà. Nhìn thấy chú ngồi ở đây rồi. 2 giờ chúng tôi đang ngồi. Vâng. Biết là mưa. Ta bảo thôi, hết mưa thì tôi cứ làm được tí nào làm. Ví dụ nó 3 giờ cũng được. Ừ. Thôi làm tiếng nào tính tiếng đấy. Không, nhưng cả 3 giờ thì vẫn tính bị buổi bình thường. Bởi vì thực ra này có lúc ngọn lúc kia. Chứ làm sao mình có thể chi tiết được mà. Ngại đây chú này bảo là làm này. Cảm ơn đời gì. Thời gian rồi không có này, tính cả công là không được, thôi cứ làm tiếng nào tính tiếng đấy. Không không, nữa tầm 3 giờ là cái 4 giờ thì thôi. Tầm 3 giờ là làm vô tư thoải mái. Ví dụ như là cái thời gian nó có 2 tiếng thì tính 2 tiếng. Đấy. Ví dụ như là nó khoảng thì nó ít quá thì tính vậy, còn không thì là từ 3 đấy. Khoảng 3 tiếng là vẫn tính bình thường thôi. Thôi chứ ấy thì nó tạnh mưa thì làm. Đấy, buổi mai bảo vào tuyến Sơn là mang cái thuyền sang nữa. Anh bảo nhá, cái này không cần vào thuyền. Hai vợ chồng nhà nó lai nhau mà lại còn. Em bảo bây giờ nó chở một cái thuyền sang đây không phải đơn giản. Thì em chở xe bán tải được mà, nhưng mà vấn đề là không có thuyền thì sao làm được. Cái này cứ bảo là làm cái bàn. Em mua cho anh hai cái bàn xây dựng nhá. 8m1m2, 8m16. Buộc 4 góc lại. Không nói anh chả kéo cả. Nhưng mà phải lội xuống à? Hả? Lội này á? Phải lội xuống đây chứ. Thôi, ngồi trên thuyền á? Ngồi trên thuyền thôi, cho nó đỡ đấy. Thôi ngồi thuyền thôi nhỉ. Còn thuyền không đi vớt thôi. Cắt thôi mà. Đấy, ngồi trên thuyền xong rồi mình đi vớt, mình cắt những cái cành lá khô này. Đấy. Vớt những cái rác này lên thôi. Quan trọng là bây giờ mang cái xào cái gì vớt ấy, nó có cái xào sới rơm ấy. Đúng không? Phải chế. Đấy. Ngồi thuyền cứ ngồi được không? Có 2 người ngồi được không? Thì kéo 1 người cũng được sao? Là đi ra nó xuống núi mà cắt đây cho nó giao mẹ người xuống đây thì tổng không. Đó, 1 người đi cắt đã, cắt xong vớt sau. Đi đợi đây. Mai là làm hết bên trong kia đợi nhá. Sau những cái hòn tảng đá trước ấy. Cái gì? Mai. Cái này mai mới múc là cho nó cạo dẫn từ đây này. Cạo hết cái khuôn này luôn này. Rồi nhưng mà mai phải cho người làm bắt đầu từ sáng làm trong kia đi. Vì như đấy máy xúc nó không làm vào đâu. Nó có những cái khe đá thế nó không vào đâu. Ý là làm cái chỗ đá với. Đấy, làm chỗ đá đi. Chỗ nào mới làm trước đi.
chuối để lại cho họ nhé. Cái gì? Chuối để lại. À, chuối với rau để lại. Ừ. Đúng rồi. Cào hết cái này thì chỗ nào quất thì ấy làm nào. Đấy, chẳng hạn như những cái dâu da kia là cắt hết rồi anh kìa. Đấy. Cái cây dâu da nhỏ bằng cổ tay đấy. Là mình cắt hết. Chỉ để lại những cái thiên tuế mọi cái thôi. Đấy, cái dừa đấy là anh cắt là như vậy này được không? Được quá. Ý là cái dừa đấy, còn các cái cây này thì cắt tầm đấy thì... Đầu dừa này cũng cắt bớt đi mấy cái cành dưới này. À, cái này thì cắt sau. À. Bây giờ anh muốn gọn cái này cắt... Đấy, cái thiên tuế vậy cắt vậy là đẹp rồi. Thoáng rồi. Mai xe cẩu đến cần thiết thì... Là... Cái nào ấy thì phải cẩu chứ còn trèo lên đường mới chơi. Xe cẩu rồi. Cái dừa này đốn thêm một hai tàu nữa lên. À. Đấy, cái liễu này vậy là thoáng rồi. À, liễu là ấy là vậy. Đấy, vậy mình cứ làm như nó khó, còn lại là máy xúc nó xử lý hết mà anh. Máy xúc nó cào, nhưng mà em sợ anh cỏ chanh này không biết nó cào được không hay là nó lốc hết cả. Lốc hết cả đất thì bỏ mẹ. Cái này cỏ chanh thì nó cào. Lên. Khi thả nó lại làm trong hòn đá cái bốp một cái thì cong hết thành đấy. Ừ. Thế cho máy nó cào đi xong rồi được đầu tính đấy, không được tính tiếp. Ừ. Buổi sáng máy chắc buổi sáng xong nhỉ? Hả? Máy chắc buổi sáng xong. Vậy thôi. Nhưng mà bảo nó phải mang cái gầu ấy đi ấy. Gầu bằng ấy. Gầu bằng đi để nó gạt trên đá này.